Chiều ngày 20 tháng 4, Liên đoàn Lao động quận phối hợp với Trung tâm Chính trị quận tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 70, tới dự có các đồng chí Đào Thị Huyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Lê Toàn Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Phạm Quang Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận. Sau một thời gian học tập, 67 học viên là những đoàn viên ưu tú được học tập 5 chuyên đề theo giáo trình hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, một chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế xã hội của quận và một chuyên đề lịch sử truyền thống cách mạng Kiến An. Qua đó giúp các học viên nắm được khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và các vấn đề thực tiễn ở địa phương. Kết thúc khóa học, 36 học viên xếp loại giỏi đạt 53,73% và 31 học viên xếp loại khá đạt 46,27%. 7 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện được biểu dương khen thưởng.